Xin chào các bạn đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất ngày hôm nay mùng 4 tháng 8 năm 2023 trên kênh Bản tin Nhà Nông. Nếu bạn là người mới đến với kênh xin hãy ủng hộ ban biên tập một like và một nút đăng ký kênh để nhận thông báo giá lúa gạo mới nhất mỗi khi kênh phát hành. Chúc quý vị một ngày mạnh khỏe và thành công. Mở đầu bản tin là những tin vắn đáng chú ý, phần cuối bản tin là thông tin giá lúa gạo được thu mua tại các vùng trọng điểm. Giá gạo Việt Nam xuất khẩu sắp vượt mốc 600 đô la Mỹ trên tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam ngày 2 tháng 8, trên thị trường gạo thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo kể từ ngày 20 tháng 7. Cụ thể, ngày 2 tháng 8, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giao dịch ở mức 593 đô la Mỹ trên tấn, tăng 5 đô la Mỹ trên tấn so với ngày 1 tháng 8. Hiện giá gạo cùng loại của Thái Lan đang ở mức 625 đô la Mỹ trên tấn. Đối với gạo 25% tấm Việt Nam bán ra ở mức 573 đô la Mỹ trên tấn, tăng 5 đô la Mỹ trên tấn so với một ngày trước đó và cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan 7 đô la Mỹ trên tấn. Riêng gạo thơm Jasmine lên mức 733 đô la Mỹ trên tấn, tăng 45 đô la Mỹ trên tấn so với ngày 1 tháng 8 và tăng 110 đô la Mỹ trên tấn so với ngày 20 tháng 7. Như vậy, sau 2 tuần kể từ khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giá gạo 5% tấm và 25% tấm của Việt Nam tăng 60 đô la Mỹ trên tấn, còn Thái Lan tăng lần lượt 81 đô la Mỹ trên tấn và 63 đô la Mỹ trên tấn. Giá gạo tăng cao đẩy giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long tăng. Cụ thể, giá lúa OM5451 lên mức 6.800 đến 7.000 đồng trên kg, lúa OM18 lên mức 6.900 đến 7.100 đồng trên kg, lúa Đài Thơm 8 ở mức 6.900 đến 7.100 đồng trên kg. Trước diễn biến này, ngày 31 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đề xuất Thủ tướng ban hành chỉ thị về tăng cường xuất khẩu gạo trong tình hình mới. Tại cuộc họp báo thường kỳ ngành nông nghiệp ngày 1 tháng 8, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục trồng trọt cho biết, diễn biến giá gạo thế giới tăng cao trong những ngày gần đây là thời cơ để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gạo, nếu không tranh thủ sẽ bị lỡ cơ hội này. Theo ông Cường, kế hoạch năm nay, cả nước gieo cấy 7,1 triệu ha, sản lượng dự kiến đạt trên 43 triệu tấn lúa. Mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được khi theo tính toán hiện nay, sản lượng lúa có thể đạt trên 43 triệu tấn, thậm chí có những kịch bản còn cao hơn. Để tận dụng, nắm bắt thời cơ xuất khẩu gạo, Cục trồng trọt đã bố trí nâng diện tích trồng lúa trong vụ thu đông ở đồng bằng sông Cửu Long lên 700.000 ha, trong khi theo kế hoạch từ đầu năm là khoảng 650.000 ha. Ông Cường cũng nhấn mạnh năm 2022, Việt Nam có sản lượng lúa trên 42 triệu tấn thì xuất khẩu được 7,13 triệu tấn gạo. Còn năm nay, dự kiến sản xuất được trên 43 triệu tấn lúa thì đương nhiên có thể xuất khẩu gạo vượt kỷ lục của năm 2022. Đối với việc đảm bảo an ninh lương thực trong nước, ông Cường cho biết khi cân đối nhu cầu tiêu thụ cho 100 triệu dân, cho chế biến, cho làm giống thì đều nâng lên tỷ lệ rất cao. Ví dụ mỗi năm người dân Việt Nam ăn khoảng 7,5 kg gạo một tháng thì nâng lên 9 kg trên tháng. Xuất khẩu gạo có thể tăng nhưng nguồn cung gạo trong nước sẽ không ảnh hưởng, tuy nhiên có vấn đề về tâm lý. Hơn nữa đây là vấn đề cơ chế thị trường nên giá cả có thể gia tăng nhất định, ông Cường nói. Đến hết tháng 7, xuất khẩu gạo đạt 2,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ 2022, giá gạo bình quân 534 đô la Mỹ trên tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Dự kiến cả năm 2023 sẽ xuất khẩu trên 7,5 triệu tấn gạo và thu về 4,1 tỷ đô la Mỹ. Ghi nhận tại đồng bằng sông Cửu Long, so với cách đây một tuần, giá lúa đang tăng thêm 100 đến 200 đồng trên kg. Hiện lúa tươi IR50404 và OM5451 có giá bán tại ruộng từ 6.700 đến 6.900 đồng trên kg. Lúa tươi OM4900, OM18, Nàng Hoa 9 và Đài Thơm 8 cũng tăng lên 6.900 đến 7.200 đồng trên kg. So với cùng kỳ năm 2022, giá lúa đang tăng từ 1.000 đến 1.400 đồng trên kg. Tại Vĩnh Long, diện tích lúa hẻ thu đã thu hoạch hơn 93% diện tích, lúa có giá bán khá cao, dao động từ 6.700 đến 7.000 đồng trên kg. Toàn tỉnh đã xuống giống hơn 20.200 ha diện tích lúa thu đông, tăng hơn 3.000 ha so với cùng kỳ năm trước. Còn tại Đồng Tháp, trong vụ hè thu 2023, toàn tỉnh đã xuống giống 187.734 ha lúa và đã thu hoạch được 136.209 ha, sản lượng 897.860 tấn, năng suất đạt gần 6,6 tấn mỗi hecta. Ông Lê Văn Trấn, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật Đồng Tháp, cho hay giá lúa hiện nay được thương lái thu mua từ 7.100 đến 7.500 đồng trên kg, đối với các giống OM18 và Đài Thơm 8, tăng từ 200 đến 300 đồng trên kg so với tuần trước. Giá lúa như vậy rất cao, nông dân có lợi nhuận nhiều nên ai cũng phấn khởi. Tại An Giang,
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết, hiện nay thương lái thu mua lúa trên địa bàn với giá dao động từ 6.800 đến 7.200 đồng trên kg. Đối với các giống lúa IR50404, Đài Thơm, OM5451, mức giá này đã ổn định trong khoảng một tháng nay, giúp người dân yên tâm sản xuất và tiếp tục đầu tư xuống giống vụ thu đông ở những vùng đã thu hoạch xong vụ hè thu. Tôi thu hoạch lúa khi thời tiết tốt, giá lúa cao, 6.900 đồng trên kg và năng suất trên 5,5 tấn trên hecta nên lợi nhuận cũng tăng nhiều. Thương lái mua lúa thời điểm này phải cọc trước từ 7 đến 10 ngày trước khi thu hoạch. Giá lúa cao như thế này, nông dân như tôi mừng lắm, ông Đặng Hoài Hảo, ngụ thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang phấn khởi. Một số doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu gạo cũng cho hay từ khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long liên tục biến động theo chiều hướng tăng. Đã có hiện tượng một bộ phận nông dân, thương lái, doanh nghiệp găm hàng lúa gạo, chờ tăng giá thêm. Giá lúa gạo tăng gần như mỗi ngày, trung bình tăng khoảng 500 đến 700 đồng trên kg. Tôi có đơn hàng xuất khẩu 1.000 tấn gạo và đang gánh lỗ 2.000 đồng trên kg do giá gạo trong nước tăng nhanh, ông Nguyễn Quang Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Vũ phản ánh. Trong khi đó, ông Hà Vũ Sơn, giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ khẳng định, thành phố có 40 doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo, qua rà soát không có doanh nghiệp nào găm hàng. Giá lúa gạo hôm nay ngày 4 tháng 8 năm 2023, lúa hè thu tiếp tục biến động mạnh. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng 100 đến 200 đồng trên kg với nhiều chủng loại lúa. Theo đó, tại kho An Giang hôm nay, giá lúa OM5451 tăng 200 đồng trên kg lên mức 6.900 đến 7.200 đồng trên kg, OM18 tăng 100 đồng trên kg lên mức 7.000 đến 7.200 đồng trên kg. Nếp Long An tươi ở mức 6.500 đến 6.900 đồng trên kg, tăng 300 đồng trên kg. Nếp An Giang khô ở mức 7.700 đến 7.900 đồng trên kg, tăng 300 đồng trên kg. Với các chủng loại còn lại, giá đi ngang. Cụ thể, giá lúa IR504 ở mức 6.800 đến 7.000 đồng trên kg, lúa Đài Thơm 8 ở mức 6.900 đến 7.100 đồng trên kg, lúa Nhật cũng ổn định ở mức 7.800 đến 8.000 đồng trên kg, lúa Nàng Nhen khô ở mức 13.000 đồng trên kg. Với lúa nếp, giá nếp An Giang tươi ở mức 6.300 đến 6.600 đồng trên kg, nếp Long An khô có giá 7.700 đến 7.900 đồng trên kg. Với mức giá này, hiện giá lúa tại khu vực đã tăng 100 đến 300 đồng trên kg so với tuần trước, tăng 400 đến 700 đồng trên kg so với tháng trước và tăng 400 đến 1.600 đồng trên kg so với cùng kỳ năm 2022. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm cũng điều chỉnh tăng. Theo đó, gạo nguyên liệu IR504 ở mức 11.300 đến 11.400 đồng trên kg, tăng 150 đồng trên kg. Gạo thành phẩm ở mức 13.200 đến 13.300 đồng trên kg, tăng 200 đồng trên kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm tăng 50 đồng trên kg với cám khô. Cụ thể, giá tấm IR504 duy trì ở mức 10.500 đến 10.600 đồng trên kg, giá cám khô ở mức 7.650 đồng trên kg, tăng 50 đồng trên kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo thường ở mức 11.500 đến 12.500 đồng trên kg, nếp ruột vẫn ổn định ở mức 14.000 đến 16.000 đồng trên kg. Gạo Nàng Nhen có giá 23.000 đồng trên kg, tăng 1.000 đồng trên kg. Gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 đến 19.000 đồng trên kg, gạo thơm Jasmine giá 15.000 đến 16.000 đồng trên kg. Gạo Hương Lài giá 19.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng giá 14.500 đồng trên kg, gạo Nàng Hoa giá 18.500 đồng trên kg, gạo Sóc thường dao động 14.000 đến 15.000 đồng trên kg. Gạo Sóc Thái giá ổn định 18.000, gạo thơm Đài Loan có giá là 20.000 đồng trên kg, gạo Nhật giá 22.000 đồng trên kg và cám duy trì mức 8.500 đến 9.000 đồng trên kg. Theo các thương lái, hôm nay nguồn gạo về ít, giá gạo các loại có xu hướng tăng, thị trường lúa hè thu tiếp tục biến động mạnh. Giá lúa các chủng loại có xu hướng tăng cao khoảng 100 đến 200 đồng trên kg so với hôm qua. Trên thị trường xuất khẩu gạo, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng 5 đô la Mỹ trên tấn. Cụ thể, gạo 5% tấm giao dịch ở mức 598 đô la Mỹ trên tấn, tăng 5 đô la Mỹ trên tấn, gạo 25% tấm ở mức 578 đô la Mỹ trên tấn, tăng 5 đô la Mỹ trên tấn. Riêng gạo thơm Jasmine lên mức 733 đô la Mỹ trên tấn, tăng 45 đô la Mỹ trên tấn so với ngày 1 tháng 8 và tăng 110 đô la Mỹ trên tấn so với ngày 20 tháng 7. Hãy theo dõi kênh Bản tin Nhà Nông để cập nhật tin tức giá thị trường hàng ngày. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục và mang đến cho bạn nguồn thông tin chính xác nhất. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.